có những phần mềm hay sách mà người ta mua có bản quyền rồi đem cái đó đi chia sẻ cho mọi người biết thêm kiến thức thì có được không? Máy tính con mua mà có các phần mềm lậu có sẵn con có sử dụng được không? Khi con cần cài lại máy tính con có nhờ người ta cài dùm trả tiền hay là mua đĩa lậu để tự cài thì con có phạm gì không? Khi con tìm trên mạng thì các phần mềm hay các sách mà người ta đã bẻ khóa cho mọi người. Tại miễn phí thì khi con tải về coi và sử dụng chia sẻ cho nhiều người biết thêm thì con có bị trộm cắp gì không? Cái um cái chi phần mà trộm cắp ấy thứ nhất là nó phải là cái của không cho nó phải là cái của không cho trước cái đã ờ, nhưng mà thí sư thí... giả sử ha khi một người họ ăn cắp một cái món hàng đó về thì đó trở thành sở hữu của họ có gì thế lạ không nha. thí dụ như uh, một tên ăn trộm đột nhập vào ngôi nhà lấy một cái túi vàng, thì khi tên ăn trộm lấy cái túi vàng đó, thì tên ăn trộm phạm tội trộm cắp. Nhưng mà khi nó phạm cái tội trộm cắp đó, túi vàng đó trở thành vật sở hữu của tên ăn trộm đó. trừ khi cái người chủ cũ á bắt tên ăn trộm đó đưa ra tòa đưa hoặc là đưa ra cái cái chỗ xét xử tên ăn trộm đó trả lại cái túi vàng đó cho cái người chủ thì không vấn đề nha nhưng mà nếu như nếu như à, mình à, đoạt mình đoạt cái túi vàng đó từ tay tay tên ăn trộm đoạt cho mình xài á thì lại mình lại phạm tới cái tội trộm cắp. Nhưng mà khi mình phạm cái tội trộm cắp đó rồi thì cái túi vàng đó thuộc sở hữu của mình. Hiểu giùm sư chuyện này. Quay trở lại vấn đề tên ăn trộm đó sau khi cái túi vàng đó thuộc sở hữu tên ăn trộm đó thì tên ăn trộm đó đem cái túi vàng đó về chia cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con thì người cha, người mẹ, người vợ, người con của tên ăn trộm không phạm tội trộm cắp. Mặc dù họ biết là đây là tài sản do tên ăn trộm, do trộm cắp mà có. Nhá, nhớ, nhớ dùm nha, họ không phạm tội trộm cắp trừ khi trừ khi họ gợi ý cho tên ăn trộm đó là đi ăn trộm cái túi tiền về cho tôi thì họ mới phạm tội trộm cắp. Nhưng nếu như họ không gợi ý mà tên ăn trộm tự đi trộm về chia tiền cho người nhà thì trong trường hợp đó tên ăn tên ăn trộm thì phạm tội trộm cắp, nhưng người nhà thì không phạm tội trộm cắp mà họ chỉ cộng nghiệp với tên ăn trộm mà thôi. Tương tự như vậy, những cái tài sản ở trên mạng bao gồm sách báo uh, phim ảnh phần mềm vân vân và vân vân khi mà có người họ bẻ khóa nha hoặc hoặc là họ ăn cắp ăn trộm về họ chia sẻ miễn phí cho tất cả mọi người thì bản thân cái người đó, đó khi mà họ trộm cắp thì họ đã phạm cái tội trộm cắp rồi nhưng mà khi họ phạm rồi đó thì cái đó thuộc về tài sản của họ và họ cho ai thì người ta cũng không có phạm tội trộm cắp những người mà tải những phần mềm những cái quyển sách báo phim ảnh nó về thì họ không phạm tội trộm cắp Tuy nhiên họ cộng nghiệp với cái người trộm cắp cộng nghiệp thì có chứ còn trộm cắp thì không uhm... nó có hai cái hình thức à uhm bẻ khóa hình thức thứ nhất ấy, là cái phần mềm đó bẻ khóa sẵn nha phần mềm đó bẻ khóa sẵn tức là người cái cái, cái người bẻ khóa đó họ giao cho mình là chọn gói luôn chọn gói luôn thì như vậy đó tức là cái người đó họ đã ăn cắp cái phần mềm đó và họ cho mình thì cái người đó họ phạm tội trộm cắp và mình là cái người cộng nghiệp còn mình không phạm tội trộm cắp nhưng nếu như họ cho mình cái công cụ để bẻ khóa thôi còn cái phần mềm á, là mình tải trực tiếp từ nhà sản xuất cái này nó lại, nó lại khác nha nó lại khác nha nếu như phần mềm mình tải trực tiếp từ nhà sản xuất và cái tên cái người bẻ khóa họ chỉ cho mình công cụ để bẻ khóa thì khi mình sử dụng công cụ của họ để mình bẻ khóa cái phần mềm mình tải trực tiếp từ nhà sản xuất thì mình phạm tội trộm cắp ừ phân biệt dùm cái chuyện đó uhm, ngoài ra nó có một số cái phần mềm miễn phí hoặc là một số cái miễn phí nhưng mà chỉ miễn phí khi sử dụng cám cho mục đích cá nhân à, ví dụ như cái bản nhạc đó À, mình tải về, mình tải về, mình hoặc là mình có thể mình chia sẻ cho bạn của mình nghe, nhưng mà nó không vì cái mục đích kinh doanh, nha, không vì mục đích kinh doanh mà vì do cái mục đích mục đích cá nhân. thì trong đại đa số trường hợp thì mặc nhiên là mình không phạm tội trộm cắp. ví dụ như à, mình nghe một cái bài nhạc ở trên à, YouTube chẳng hạn mình thấy hay quá mình tải về, mình tải về thì trong trường hợp đó, đó mình theo cái cái luật bản quyền đó, thì mình không có vi phạm bản quyền tại vì mình tải về mình nghe cho cá nhân của mình nha mình nghe cho cá nhân của mình thì mình không có vi phạm bản quyền nhưng nếu như mà mình sử dụng á mình sử dụng cho mục đích kinh doanh á thì họ không cho phép tức là như thế này nè cái người mà khi họ đưa cái bản nhạc họ lên ấy, là họ có cái suy nghĩ và họ biết một chuyện họ hiểu một chuyện đó là tôi cho phép anh tải nó về để anh nghe cho mục đích cá nhân của anh nhưng mà tôi không cho phép anh sử dụng đó cho mục đích kinh doanh thì tức là trong trường hợp như vậy mình tải về mình nghe cho mục đích cá nhân của mình không vấn đề gì hết nhưng khi mình kinh doanh là mình phạm giới, tại vì họ không có cho hoặc có một số chương trình ví dụ như à, chương trình truyền hình bây giờ những cái kênh mà phim à, trên mạng ví dụ như Netflix chẳng hạn à, hoặc HBO, vâng, Disney vân vân thì họ cho phép mình xem nhưng họ không cho phép mình tải thì trong trường hợp đó nếu như mà mình tải về là mình phạm giới còn những nơi mà cho mình tải Nhưng mà không cho mình kinh doanh Thì mình kinh doanh là mình phạm giới Ví dụ như hôm rồi đó Hôm rồi đó Sư uh, thấy là có Tải một cái phong Một cái phong chữ thôi Thì trong cái phong chữ đó Nó cho chia sẻ miễn phí Nhưng mà nó có ghi chú là Cái này chỉ dùng cho mục đích cá nhân Còn nếu như dùng trong mục đích kinh doanh Thì vui lòng mua bản quyền tức là nếu như mình là một người thiết kế ha mình thiết kế chơi cho vui mình tự mình mình xài à, mình không có kiếm lợi về cái việc đó thì không vấn đề gì nhưng nếu như mà mình sử dụng nó để kinh doanh là mình phải mua nếu không là mình phạm giới